thì các em cũng nhắn tin em khuyên ảnh, ừ thôi nhỏ đó cũng tốt này nọ kia gì đó, ai kêu năn nỉ ráng năn nỉ người ta đi, rồi không biết thì sao em kêu ta năn nỉ thì cuối cùng em chẳng quen luôn á. Bữa đó thì em cũng tạo ấn tượng lắm, thì mấy đứa cháu bắt mấy đứa cháu thổi bong bóng thấy bà luôn, thổi xong rồi cái tối hôm đó nhậu xong xỉn hai đứa mệt quá hai đứa lên giường nằm ngủ cái sao hết sức lãng mạn luôn á. Dạ không, cái đứa hai mình thổi qua cái khác rồi, mình chuyển không có thổi bong bóng nữa. Bữa đó vui không, hồi hộp không? Dạ đâu có dám làm gì lớn đâu, ba má ở cái phòng sát bên vậy, nhưng mà cái ở cái mặc dù là chất tường nhưng mà nó cũng có làm á, nó không có cách âm, cái giường nó cũng hơi có âm thanh quá. Dạ cho nên là cái giường phải nhẹ nhàng, tại cái giường nữa. Dạ cũng tại cái giường mà vậy khổ quá sức. Dạ em tên là Nguyễn Thị Chinh Ly, dạ em đến từ Bến Tre. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 26 tuổi. Rồi còn em? Dạ em là Nguyễn Hoàng Trương, em đến từ Bến Tre luôn. Dạ nay em là 30 tuổi. À Trương và Ni. Dạ. Trương làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang là tiếp thị cho bên nhà phân phối xi măng. Nhưng mà các em là đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Bến Tre? Dạ em làm ở Bến Tre luôn ạ. À. Kể cho anh Thuận, chị Vân nghe coi chuyện tình của các em như thế nào? À dạ lần đầu tiên em với chồng em gặp nhau á, là khi đó là chồng em là chú của cái chị ở trong phòng trọ của em. Và ảnh là bạn trai của cái người mà sắp chuyển vô phòng trọ của em nữa. Lần đầu tiên em với ảnh gặp nhau thì không có ấn tượng gì hết. Tại vì khi đó ảnh là ghệ của người ta rồi, em cũng là ghệ của người ta. Hai người đều là ghệ của người ta. Vậy thì gặp nhau thì sao nè? Dạ thì gặp nhau khi đó là không có ấn tượng gì hết. Rồi sẵn khoảng sau một năm sau, rồi một ngày nào đó tình cờ em mới kết bạn Zalo với ảnh á. Rồi ảnh mới em nhắn tin em hỏi thăm thì ảnh mới biết là ảnh chia tay với bạn gái ảnh rồi. Thì các em cũng nhắn tin em khuyên ảnh, ừ thôi nhỏ đó cũng tốt này nọ kia vậy đó. Thôi kêu năn nỉ ráng năn nỉ người ta đi. Rồi không biết vì sao em kêu người ta năn nỉ thì cuối cùng em với ảnh quen luôn vậy. Ủa nhưng mà cái lúc đó là cô này còn quen với ghệ người ta không? Dạ lúc đó là vợ em cũng chia tay rồi. À. Hai đứa cứ ăn ủi qua dạ, lại qua lại. An ủi nhau. Cái đó dính là cái chắc rồi, cái là đường mà đường chung ai cũng dính vô. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức là như là quen nhau? Dạ khoảng từ khi cái ngày nhắn tin qua Zalo đó là khoảng 3-4 tháng sau. Chính thức quen là ngày 26 tháng 12. Lúc đó là hai đứa cũng buồn buồn rồi em rủ vợ em đi uống cà phê. Tối đó thì cái đi lên mình lên trên sân thượng rồi cái nhìn thấy cái bàn bên kia, tại em ngồi quay lưng lại thì vợ em thấy là cái bàn cái sau lưng á là có cũng có một cặp đang ngồi nói chuyện với nhau, cái cũng rút vô cái hồi cái vợ em thấy cái vợ em chỉ em mới quay ra sau cái em nhìn cái em quay lại cái em hỏi vợ em muốn giống vậy không. Rồi vợ trả lời sao? Dạ em đâu có kịp trả lời đâu anh, là ổng làm luôn anh. Dạ ổng bằng em luôn. Lúc đó là em cái phản ứng em sao Ni? Dạ thì đó em thì ở chốn đông người thấy cũng có người, cái em cũng mắc cỡ thì em cũng có đẩy ảnh ra, mà em đẩy không có nhiệt tình lắm. Trong cái thời gian yêu nhau đó, thời gian yêu nhau đó là ai là người ghen nhiều nhất? Dạ giờ em ghen có hai lần mà có một lần đó thì nhiều nhất là cái lần đó là ảnh nhắn tin cho cái người con của khách hàng của ảnh á, mà ảnh nhắn tin xong cái ảnh xóa, ảnh không có cho em biết. Cái bữa đó tự nhiên vô tình em cầm điện thoại của ảnh á, em đọc tin nhắn thì em thấy là hai người có nhắn tin qua lại với nhau mà chỉ có hiển thị trong cái ngày đó thôi à. Tại em nghi chắc là ông này có nhắn tin và ổng xóa rồi. Rồi em mới hỏi, rồi em mới vô trang cá nhân của người đó, cái em thấy là ảnh là ảnh like, người ta đăng cái gì ảnh cũng like, ảnh vô ảnh bình luận khí thế luôn. Trong khi đó em á là em là bạn gái của ảnh à, mà em đăng cái gì không có like, nhiều khi lâu lâu mới like được con gái và không có bình luận gì hết trơn á. Bây giờ còn like không? Dạ hết rồi, nói chung là chị vợ em không muốn em đi thả tim nữa. Dạ. Cưới nhau là được nhiêu lâu rồi cưng? Dạ được 1 năm 9 tháng rồi chị. Có em bé chưa? Dạ có rồi anh, được bé này được 9 tháng rồi. Anh muốn hỏi này, trong cái thời gian 1 năm 8 tháng tụi em yêu nhau đó thì có vượt quá giới hạn không? Dạ không. Không dạ. Là giữ cho nhau tới cái ngày. Dạ không có, tại em sợ không cưới em nên em đâu có dám. Như vậy là cái đêm tân hôn, cái đêm động phòng chắc chắn rằng là rất là ấn tượng đúng không? Bữa đó thì em cũng tạo ấn tượng lắm, thì mấy đứa cháu bắt mấy đứa cháu thổi bong bóng thấy bà luôn. Thổi xong rồi cái tối hôm đó nhậu xong xỉn hai đứa mệt quá hai đứa lên giường nằm ngủ thì sao. Hết sức lãng mạn luôn anh. Rồi đêm thứ hai sao? Đêm nay có thổi bong bóng nữa không? Dạ không, đêm thứ hai mình thổi qua cái khác rồi. Mình chuyển rồi, mình không có thổi bong bóng nữa. Bữa đó vui không, hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Đâu có dám làm gì lớn đâu, ba má ở cái phòng sát bên vậy, nhưng mà cái ở cái mặc dù là chất tường nhưng mà nó cũng có làm á, nó không có cách âm. Nên cái gì cũng phải nhẹ nhàng chứ không có dám làm cái gì mà nó mạnh hết.
khó chịu không? Dạ cũng một phần lỗi kỹ thuật đó chị ơi. Lỗi kỹ thuật đó hả? Dạ. Trời. Cứ vậy má là em xây trước cái phòng, em mua đồ thầy đặt này kia, em mua luôn cái giường mới nữa. Mà cái giường nó cũng hơi có âm thanh quá. Dạ cho nên là cái giường phải nhẹ nhàng. Tại cái giường nữa. Dạ cũng tại cái giường phải vậy. Khổ quá sức. Bây giờ cưới nhau về rồi, vậy thì tật xấu có bị lòi ra không? Dạ quá trời luôn. Trời ơi. Dạ tật xấu của ảnh cái thứ nhất là cái em ghét nhất là cái ảnh mê chơi game. Ảnh chơi ảnh vô trận một cái là bắt đầu kêu cái gì ảnh không có nghe. Rồi hoặc là nhiều khi con nó đang khóc á, cái kêu ảnh dỗ giùm em. Cái ảnh mà ảnh đang chơi cái ảnh đâu thèm dỗ con nữa. Để cho nhỏ khóc vậy cái ổng chơi thua cái ổng quạo. Rồi ảnh mê câu cá nữa. Ảnh đi câu cá nhiều khi ảnh về ảnh đi nguyên ngày luôn vậy tới tối mới về mà không có con cá nào hết trơn á. Có bữa anh xách con cá thiệt bự cái em mới hỏi ảnh là ảnh anh dạ, anh không có anh câu ở sông anh câu ở chợ. Nhiều khi không biết nữa, nhiều khi đi về mà không có cá thì sợ em la ghé chợ câu hết con cá em cũng không chừng. Cái gì nó ghé chợ mua cá đó. Còn tật xấu gì nữa không? Anh có một cái tật. Tật gì? Dạ cái tật ngủ chảy kè. Cái lần đầu tiên em đâu có biết đâu. Cái anh đang ngủ vậy á, cái bắt đầu cái ảnh ngồi bật dậy, ảnh hút sột sạt sột sạt. Rồi cái em hỏi anh, ủa cái gì vậy anh? Cái anh nói chảy kè. Cái bắt đầu cái ổng mới đi chảy xuống áo gối, rồi ổng phải đi thay cái áo gối, rồi ổng mới vào nằm ổng ngủ tiếp. Rồi trời ơi, chảy nó mà ướt áo gối luôn. Tại vì cái tật em á, em ngủ là em thường nằm nghiêng. Mà em nằm nghiêng á, nhiều khi á là cái miệng nó không có khép lại được. Đa số nếu mà nằm ngửa thì không sao, này khi nằm nghiêng á lâu lâu mệt, bữa nào mệt mệt quá cái là cái miệng không khép lại được cái là xảy ra sự cố. Rồi hai vợ chồng như là thường là tối có ngủ sớm không? Dạ thời gian đầu mới cưới á thì cũng thường ngủ sớm, tới khi mà có em bé rồi thì ngủ trễ. Ngủ trễ? Dạ. Ngủ trễ rồi thường ngủ trễ rồi trước khi ngủ có tâm sự rồi có thân mật với nhau không? Lúc trước thì anh còn quan tâm nhiều chút đỉnh chứ từ khi mà có con tới nhà cái ảnh bỏ bê em dữ lắm. Nhiều khi mình nằm mình đợi ảnh mà ảnh không thèm đá động gì hết trơn á. Lâu lâu cái em nhắc em hỏi bộ anh không thèm em nói hay sao mà không thấy anh xi nhan gì em hết, toàn đợi là em xi nhan anh không à. Rồi đứa chồng trả lời làm sao? Dạ anh nói anh đôi thừa em nói em tại em dỗ con xong cái em ngủ mất tiêu rồi đâu có không đẻ hồi đó thấy em mệt nữa anh không nở đến thức em dậy. Mà trong khi đó là ảnh trong cái thời gian mà em dỗ con á ảnh không hay gì ảnh nói em thì em thức em đợi ảnh ăn này ảnh không nói gì em ngủ cho khỏe chứ em thức đợi chừng nào. Nghe vợ tâm sự chưa? Dạ rồi. Đó vậy bây giờ sau chương trình này về có cải thiện không? Dạ cải thiện cũng thời gian gần đây rồi anh. Dạ. Hy vọng là sau đêm nay là sẽ còn cải thiện hơn nữa. Dạ em cũng hy vọng vậy. Rồi bây giờ em nè, bây giờ tật xấu của em vợ là gì? Dạ giờ em cũng nhiều lắm anh ơi. Cái đầu tiên nhất là hơi ở dơ bề bộn này nữa, mỗi lần mà đi về cái là cởi cái áo khoác ra cái quăng cái cặp đồ lấy thay xong quăng cái bịch mỗi cái mỗi nơi mỗi cái mỗi hướng. Rồi cái nữa là lười gọi đầu, nhiều khi em nằm em ôm vợ em xong á cái tại vì vợ em cũng lùn hơn em thì em ôm rồi thì vợ em cũng tới tầm đây à, mình đưa cái mũi mình ngay cái đầu rồi ngay tầm luôn hả? Ngay tầm luôn đâu có né được. Dạ không có, tại vì theo cô như ảnh á là ảnh mỗi ngày một ngày gọi ngày nghỉ, còn em thì em tóc ngắn vậy nè. Với lại em thấy em cảm nhận là em chưa có dơ nên em chừng nào em dơ mới gọi. Còn gì nữa không? Vợ em thì cứ khoái cái vấn đề hơi ngôn tình chút xíu. Ví dụ như là tối trước khi đi ngủ á là phải là quay qua hôn vợ cái rồi nói là xong rồi chúc vợ chúc em ngủ ngon. Anh yêu em, làm giống như là trong phim vậy đó anh. Em có làm được những điều đó không? Dạ có bữa có bữa không. Dạ, không nhiều hơn có. Mà mỗi lần làm có thấy cảm thấy thoải mái không hay là bị gượng ép? Dạ bữa nào vui thì mình thấy thoải mái, bữa nào hơi mệt mệt cái mình thấy nó hơi bực, nó kỳ kỳ. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Dạ là nhất là tính là bớt gọn gàng lại, bớt cái ngôn tình đi chút xíu, rồi cái nữa là bớt bớt ghen lại nữa. Còn em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ em muốn là ảnh bớt cái thời gian mà ảnh chơi game lại, ảnh tại vì giờ thời gian mà ảnh chơi game nó chiếm đa số thời gian ảnh ở nhà, với lại ảnh dành thời gian ảnh cho ảnh chơi với con nhiều hơn, tại con gái là nó mến ba, thấy mỗi lần nó thấy ảnh là nó mừng à. Em mong là ảnh dành thời gian ảnh cho con nhiều hơn chút nữa. Chị thấy vậy nè, những cái điều mà chồng em nói về em á thì có một cái em cần phải thay đổi, còn cái ngôn tình á thì em phải thay đổi. Tại vì cái đó nó rất là thú vị, nó không có cái gì mà để mà cái đó không phải thật xấu. Cái đó là cái ước mong của tất cả những bà vợ trên cái cuộc đời ô trọc này, chị nói. Còn riêng cái vấn đề mà gọn gàng, sạch sẽ là cái điều đó phải bắt buộc em phải, không một lý do gì, ngay cả vừa mới sinh xong cũng phải là như vậy, là cái điều tiết yếu. Tại vì lúc nào cũng vậy, người mình á
thơm tho nè, gọn gàng, sexy nè, gợi cảm nè, thì là cái thái độ của chồng mình sẽ khác liền. Đó thì cái đó là cái cần thiết nhất em phải thay đổi liền. Còn không á là xài cái model này. Không, xài cái model này rửa đầu thôi. Rửa đầu nó không có mất công. Không có rửa được. Tại cái đầu này cũng phải gọi. Phải gọi. Thôi vậy nha. Trời ơi, thì giống hoàng tử với công chúa quá vậy. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Đỗ Thanh Phong, năm nay 30 tuổi. Em làm cố vấn dịch vụ Toyota. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Thế hai bạn gặp nhau khi nào? Em hơn ông xã 1 tuổi đúng không? Cô dâu là 31, chú rể là 30. Nhưng mà thực ra nhìn em là em trẻ hơn chồng em rất là nhiều, trẻ hơn nhiều lắm á. Vợ chồng em gặp nhau là do hôm đó nhỏ bạn nó rủ cái nhóm đi chơi. Thì có rủ cả chồng em nữa, nhưng mà khi đi thì tới điểm đó tụi em không thuận đường, không rước chồng. Thì nó mới giờ em gọi điện thoại xin lỗi vì không có rước được. Ấn tượng đầu tiên á, khi mà em vừa mới nghe giọng vợ em á là thấy cũng hơi chua xíu, nhưng mà nói chuyện một hồi á thì thấy cũng vui, hài hài mà tếu tếu nữa. Nên vợ em mới xin số điện thoại để có gì tiện liên lạc làm quen tám tiếp. Nói chuyện qua một tháng thì em mới quyết định là hẹn gặp vợ em. Cái ấn tượng đầu tiên gặp vợ bạn là gì? Khi mà đến chỗ vợ em làm á thì em mới đảo vài vòng quanh một binh để thăm dò đồn địch coi xem địch như thế nào. Ai ngờ địch xinh hơn mình tưởng tượng. Tự nhiên á là thấy bối rối lắm, tim đập mạnh, thấy không biết làm sao á, nên bảo vậy mới quay về. Đẹp quá vậy luôn. Dạ không, mà đi được mấy km á thì mới nghĩ rằng thôi giờ mình là đàn ông, đó hẹn với người ta rồi phải đến gặp mặt chứ. Xí chị hỏi nè, trước khi tụi em có cái buổi mà gặp mặt lần đầu tiên đó là tụi em đã biết mặt nhau chưa? Dạ chưa. Dạ nói chuyện qua điện thoại mà thấy vui chị. Tâm đầu ý hợp. Anh nói chuyện điện thoại á thì tiếu lắm chị, mà rất là mạnh dạn. Thì em thấy vui thì hẹn thì em mới ra thôi. Ai ngờ khi ra cái không nói gì, nhìn em hoài mà em thấy du duyên, tự nhiên gặp ta mà cứ nhìn hoài là ấn tượng xấu luôn chị. Ồ vậy đó hả? Làm sao mà em gặp cổ là em biết liền là cô này là cái người mà em đang hẹn? Ngay chỗ vợ em làm á, chỉ có một mình vợ em thôi. Khi mà vô á gặp vợ em á thì thấy gương mặt trái xoan, mà đôi mắt lúc đấy là long lanh mà hơi buồn nữa, thấy coi như bị hấp hồn vậy á. Hấp hồn. Vừa mới vài gặp mặt á là em quyết tâm đeo đội liền. Trước lên kế hoạch là đầu tiên á là tổng đài 1080 để lắng nghe tâm sự của nàng. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Thứ hai á là thanh đen của nàng, chỉ cần nàng cần là có mặt liền. Nàng nói á, thích ăn cái gì hay là thèm cái gì á là cho dù đường xá xa xôi, nắng mưa như thế nào á là em cũng phóng cái véo lên liền. Trời ơi, vậy thì em có cảm động với những cái tấm chân tình của thằng đen không? Lúc đó do là em một phần được nhiều người đeo đuổi, một phần thì anh nhỏ tuổi hơn em. Tiêu chí của em quen bạn trai là phải lớn tuổi hơn em, rồi phải chững chạc nữa. Anh vừa nhỏ tuổi mà còn lại là sinh viên. Cho nên loại liền. Rồi sao cưng? 6 năm trời không được rồi em làm cách nào mà em chinh phục được vợ em hay quá vậy? Lúc đó em mới viết thư gửi cô ấy, bày tỏ nỗi lòng, mong cô ấy hiểu được tấm chân tình của mình. Trong những đêm mà em thức trắng đêm mất ngủ do nhớ cô ấy. Mà lá thư đó là thấm đẫm nước mắt do em khóc vì cô ấy. Cái lúc đó thì em có biết cái lá thư đó là nước mắt của anh? Thật sự ra thì mấy lá thư đầu anh gửi cho em á, em nhận, em đọc xong em cất đó, không trả lời lại luôn. Tại có bạn trai rồi nên em nghĩ là có trả lời lại thì thêm hy vọng. Cho tới lá thư thứ năm thì cũng hơi xúc động, tại vì ảnh lòng một bài thơ của nhà thơ Pushkin á, cái bài thơ Tôi Yêu Thầm á. Và cái bài đó làm sao chị không nhớ ta? Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hai hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành đành thắng, cầu trông được người tình như tôi đã yêu em. Trời ơi, lãng mạn. Lãng mạn. Phải nói là quá tuyệt vời. Xúc động quá mà té đúng không? Trời ơi, bây giờ thì em đã hiểu chưa? Trời ơi, rồi mỗi lần em biết chưa vậy, gia đình em có biết không? Dạ cũng may là gia đình em không biết. Tại vì em thức đêm, gia đình em nghĩ là em học bài không à. Chứ nếu mà em biết em thức đêm mà tương tư á, chắc cạo đầu em luôn. Còn em có biết cái điều đó không? Dạ em không có biết. Sau này á lấy nhau là anh nói em mới biết. Vậy là lúc đó cảm xúc em sao? Hơi tội tội. Cho nên em quyết định là thư này em phải trả lời. Nhưng mà em trả lời từ chối. Trời ơi. Đứng đau thiệt á. Thế các bạn, lúc mà bạn nhận được cái lời từ chối đó thì như thế nào? Rồi lúc đó em đau khổ, tuyệt vọng, chán nản, không có thiết tha mọi thứ gì trên đời hết á. Nhiều lúc còn nghĩ đến tự tử nữa. Nhưng mà sau vài tháng á, em mới nghĩ là phải cứng rắn lên. Lúc em lao đầu vào học hành, lao vào làm những việc khác,
ví dụ như là quen những người gái khác để quên cô ấy lấp đầy khoảng trống. Mà ai ngờ càng quen nhiều người anh gái á thì lại không thể quên được. Rồi thì đến bao lâu thì hai bạn mới hội ngộ lại nhau? Dạ sau 3 năm neo đội và 3 năm không gặp, hai mới chợt nhớ người xưa, mới điện thoại hỏi thăm, mới biết là cô ấy đang cô đơn. Em gặp lại anh thì anh đi làm rồi, cho nên nhìn thấy anh chững chạc hơn, nên em thay đổi cái tư tưởng của mình, suy nghĩ lại. Thì sau vài lần đi chơi á thì cũng vui, tới cái lần tụi em đi karaoke, anh mới tỏ tình. Mà tỏ tình lạ lắm chị. Đâu lạ sao đâu? Anh đè cho em, anh hôn luôn. Dạ. Trời ơi, không có xin ý kiến. Không, ai cho hỏi cái nụ hôn lợi dụng là nụ hôn sai khỏe. Lúc đó em thừa nước đục thả câu. Đó. Tại vì á, lần đầu tiên chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tấn công bằng thư á là không có thành công rồi nên bà rút kinh nghiệm đợt 1. Đó, lần thứ hai là phải tấn công bằng hành động. Hay quá. Em thấy lạ không? Cái người nào mà ta quyết tâm làm thì thường là thành công. Rồi thì sau khi được bạn này đồng ý thì bao lâu thì hai bạn quyết định đi đến hôn nhân? Sau 2 năm 4 tháng. Gọi là hai người này biết nhau là 8 năm 4 tháng đó. Rồi bây giờ là hai bạn có em bé chưa? Dạ chưa. Chắc có lẽ là rất là đầm ấm, không có một cái gì cãi vã đúng không? Dạ không có, anh cưới về rồi em mới phát hiện ra anh này rất là nóng tính. Vậy hả? Vừa nóng tính mà lại rất là mê chơi. Tôi nhìn tôi không nghĩ là bạn mê chơi đâu nghe. Mà nhưng mà chơi cái gì? Anh chơi bi-da lắm chị. Trời ơi, ghiền coi như là không có nghĩ tới vợ luôn. Ngoài cái chuyện mê bi-da ra bạn còn mê gì nữa không? Em còn mê mô tô. Anh thử tưởng tượng coi, hồi trước thì đi đâu làm về cũng vợ ơi hôn cái chốc. Hồi hỏi là vợ ơi hôm nay giờ làm có mệt không? Còn bây giờ từ lúc mua mô tô về là thay đồ qua cái cặp cái vỏ đó, xong cái ôm xe nè, lao xe nè, chùi xe nè, cái xăm soi xe miết, không hỏi vợ gì hết trơn á, thấy bực em đó hoài. Thì bởi vậy sau hôn nhân em mới vỡ lẽ là vợ em rất là hay cằn nhằn, nên bởi em mới nói thôi đi, mà bắt đầu mà nói nữa là em quạo lên rồi. Trời, đang tuôn trào tự nhiên kêu thôi đi, đâu nín được đâu chị. Vậy mỗi lần chồng em nóng tính thì cái đô nặng nhất của ổng thể hiện ra là gì? Sau lần đó ảnh xém quýnh em. Trời đất ơi, phải không? Không bao giờ em có ý định quýnh vợ em. Tại lúc đó vợ em nói hoài, em nói thôi đi. Thế em mới tức lên, em mới quýnh vô tường, coi như là xả cơn giận vậy thôi. Quýnh vô tường nghĩa là quýnh mình rồi. Nhưng mà tại vì lỡ như không có bức tường thì là em sao, cho nên đó là coi như xém quýnh rồi. Cái từ từ bất ngờ này quá bất ngờ khác vậy trời. Vậy lúc đó nếu như ổng quýnh em thì sao? Trời, ảnh mà quýnh em là chia tay liền, dứt khoát chia tay liền vậy liền. Trời ơi, có khi nào nha, chị hỏi này nè. Lâu lâu em nhìn vợ em á, em nhớ lại nguyên một cái khoảng thời gian em phải làm thần đèn á, tự nhiên em cảm thấy bực bội, em muốn trả thù giặc không? Không, còn hỏi ác ghê. Thật sự á, cái khoảng thời gian mà em quen lên đeo đội thì nhiều khi cái đó là khoảng thời gian mà em thấy là đẹp nhất. Rồi hỏi lần nữa nè, ví dụ mà không có bức tường thì coi là em có quýnh vợ em bữa đó không? Dạ không, chắc chắn là em bỏ đi thôi. Câu nữa nè, bây giờ nè, visa nè, vợ nè, với xe, số nào số 1, số nào số 3 nè? Chắc chắn vợ là số 1 rồi. Dạ, xe là số 3. Ủa sao sao xe số 3? Tại giờ, giờ là đang thích pizza rồi. Không sao đâu. Tại vì mai mốt nếu có con á thì chắc chắn là cái số thứ tự đầu tiên á chắc có lẽ là dành cho con rồi. Chị hỏi vậy là để cho em yên tâm. Dạ. Nhưng mà ví dụ em cho quyền vợ em cằn nhằn mấy lần thì em sẽ không nổi nóng. Bình thường thì em nhịn, em không nói gì hết. Đến khi nào mà em thấy bực rồi á, em mới nói là thôi đi. Đến lần thứ hai, lần thứ ba là lúc đó em sẽ nổi nóng. Có nghĩa là em cho phép cổ cằn nhằn làm sao để cái lần thôi đi thứ nhất là có thể chấp nhận. Thôi đi lần thứ ba là có chuyện đúng không? Dạ đúng rồi. Chị hỏi thêm xíu nữa thôi. Tức là từ cái chữ thôi đi đầu đến cái thôi đi thứ nhì cách nhau được khoảng thời gian là bao nhiêu? Dạ chắc khoảng 10 phút. 10 phút? Trời, từ lần 1 lần thứ nhì 10 phút là quá nhiều đó. Trời, nói vậy thôi chứ không có đưa đến vậy đâu. Sau đây em sẽ có quyền cằn nhằn chồng em trong vòng là đúng 10 phút. Em để đồng hồ báo thức đúng 10 phút em ngừng luôn. Không bao giờ có chuyện nổi nóng nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, hai được. Bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi như thế nào? Em thì em mong muốn vợ em bớt cằn nhằn đi. Còn em? Em thì em mong muốn chồng em bớt nóng tính lại, biết kiềm chế lại, với lại biết lo dành thời gian cho gia đình hơn, đừng có mê chơi quá. Tức là bớt pizza đi đúng không? Em dạ. Cho quyền thời gian chồng em á, trong một ngày á, dành bao nhiêu thời gian cho pizza? Một tuần 2 ngày mà mỗi ngày 1 tiếng. Được không em? Quá được đi chứ. Thôi vậy là được quá rồi. Em cho quyền chồng em á, một tuần 2 ngày, dạ, mỗi ngày 1 tiếng. Dạ. Còn chồng em cho quyền em á, là một lần cằn nhằn vậy 10 phút. Em đâu thấy em cằn nhằn, em thấy em hơi nói nhiều chút xíu thôi. Thì tôi nói trong 10 phút thôi rồi ngưng. Được chưa? Được. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Tài. Ồ, thì là nhỏ hơn anh rồi. Nhỏ hơn anh. Rồi. Công việc của em là shipper cho shop của bạn em. À,
làm shipper cho shop của vợ. Như vậy là hai cặp vợ chồng ngày hôm nay giống nhau ở một chỗ là vợ đều là như là kinh doanh online. Kinh doanh online. Đó, và anh chồng, mấy anh chồng đều là shipper. Phụ cho vợ, hỗ trợ cho vợ. Và chúc đơn, đúng không? Rồi xin mời. Thôi kêu bằng anh chị đi, đừng có kêu bằng chú với cô, đừng có xin bằng con. Rồi, mình gọi là anh chị đi ha, để cho giống chồng luôn nha. Rồi, nha. Chào vâng. Lại. Rồi, là Vân nói về công việc của Vân đi. Trang phục đồ cưới. Trang phục biểu diễn. À. Ồ, trang phục biểu diễn về cái gì? Bây giờ Vân nói đi, Vân. Cosplay. Cái hội cosplay đúng hóa không? Hóa trang rồi đúng không? Ồ, hay quá. Anh Thuận đang cần nè. Lấy số cần đây, đây cũng cần luôn. Đó, tại vì anh đang rất là cần. Thứ nhất là trong những cái sự kiện của, ví dụ như là tiệc tùng này nọ đồ của gia đình hay là trong các chương trình của anh đang rất là cần. Anh cần. Có những cái đồ về của thú hay cosplay là nữa, cho trẻ con nữa. Đó, Spider-Man nè. Có đầy đủ không? Lấy số điện thoại liền. Rồi chút xíu cho số nha. Ủa Tài ơi, Tài là có cái biệt danh gì không? Có nghệ danh gì không? Dạ, có. Em là ở công ty cũ thì đặt em là Tài Nhớt, còn ở xóm em đặt em là Tài Lầy. Nhớt với Lầy. Nói chung là hai cái công ty phục địch thủ. Nhớt với Lầy. Rồi, bây giờ hai đứa gặp nhau. Ừ đó. Hai bạn gặp nhau. Đoán trong... đi. Đoán đi, hả? Em đoán thử hai đoán bạn này sao gặp nhau ta. À. Tức là ông Tài Lầy này nè. Đó, trong một cái lần ở ông, công ty đó nha, lúc đó là ông là Tài Nhớt nha. Đó, tổ chức một cái lễ hội gì đó và ông cần có như là thuê những bộ trang phục cho cái nhân viên để mà cái như hóa thân. Thì ông đi tới cái shop của cái cô này và ông gặp cô này và ông lầy lội quá và bị cái cô này coi như là cổ la mắng. Đó, cổ thể hiện, ảnh tức và ảnh quyết định ảnh cua cho bằng được. Và cuối cùng là họ quen nhau. Đúng có nghĩa là sai, em sai quá rồi. Chị đang định nói mà chị thấy em sai. Sao chị luôn, sao chị? Nói nữa. Sao chị? Đâu ý là chị đang vuốt theo đó mà chị thấy em sai chị bỏ luôn. Trời chị khôn quá. Bỏ con giữa chợ. Thì đó chị đang tính nói là ảnh là Tài Nhớt ở công ty ảnh. Đến khi mà ảnh gặp bé này ảnh lầy quá thành anh có thêm nghệ danh Tài Lầy bé này. Mà thấy không phải cho nên thôi. Thôi khỏi đoán luôn. Thôi giờ hai đứa nói đi. Tự nói đi. Làm sao nè? Vợ Tài. Ê nè, hồi nãy em nói em tên gì? Thùy Vân. Thùy Vân. Rồi, Thùy Vân nói chuyện với Hồng Vân. Đó, bây giờ Thùy Vân kể cho Hồng Vân và anh nghe đi. Đó, hai đứa gặp nhau sao nào? Dạ là. Ồ. Dạ, em với anh là có một người bạn làm ở trên Đà Lạt bên trang trại chăm sóc thú cưng. Là tình cờ bọn em gặp nhau. Dạ. Tình cờ bọn em gặp nhau ở đó. Sau mà hôm đó là em đi Đà Lạt một mình. Dạ, em đi Đà Lạt với đứa em gái. Rồi Tài cũng đi một mình. Đi mình hả Tài? Dạ, cái đất Đà Lạt ngộ lắm nghe, rất nhiều cặp á, em có nhớ không? Mình nhiều lắm. Mình các cặp vợ chồng á lên đó là mà lên đó gặp nhau xong thành vợ chồng là nhiều, dễ sợ nhiều luôn á. Dạ, nó có thành tình yêu tự cho nó đó. Quê em ở Đà Lạt. À quê. Chị về. Sai nữa. Về Đà Lạt. Chị sai. Chị tưởng là nói em đi đâu chơi mình ơn ai về là đi với em gái. Đi với em gái nhưng mà thực ra là đi với em gái đến cái chỗ đó để gặp anh này, còn thực ra là quê cổ ở Đà Lạt. Tại người ta dân bản địa. Thì nói vậy. Rồi bây giờ kể đi. Tại đây bây giờ em hứa với bạn em là Tết em sẽ lên đó em chơi. Thế là mùng 3 em xách đít em đi đến lên đó em chơi thôi, vô tình gặp vợ em thôi. Chứ không, nói chung là không có gọi là không có tính trước. Dạ không có tính trước gì rồi. Dạ. Xong rồi sao? Gặp đó lúc đó là hai đứa vẫn gọi là chưa có cái gì, chưa có âm mưu gì về nhau cả. Nhưng mà gặp chỗ cái trang trại thú cưng đó phải không? Dạ đúng rồi. Mà em có ấn tượng gì về cô này không? Dạ không, em không có... ấn tượng sao quen với người ta? Em bị gà chị ơi. Bị gà đâu, nói đi, ai gài nói đi. Vậy gà ý nói ẩu ai gài. Không lẽ bạn của Thùy Vân gài. Không lẽ bạn của Thùy Vân gài. Để Tài Lầy nói nè. Em gài sao nè? Dạ thì bạn thân của em. Đúng rồi, bạn thân của em. Em của em vợ em. Rồi em của Thùy Vân. Dạ cho nên là nói chung là thì hôm đó là cũng kiểu như là gài để em gặp sao tính kêu thôi ông ơi tôi thấy bà Vân cũng được ông hốt đi. Rồi thôi bà ơi tôi không thích yêu quen xa đâu, xa lắm. Xong rồi khoảng thì em cũng chẳng xin số điện thoại, em cũng chẳng xin Facebook gì đâu.
Xong rồi hồi đó vợ em cũng có nhiều bạn tinh theo đuổi lắm. Em nghe nói vậy chứ em cũng không biết, em cũng hồi đó em không để ý. Xong rồi khoảng đợt 30 tháng 4 năm trước là thì năm trước đó. Năm em 2022 rồi. Sau dịch đó không? Hôm trước dịch, dạ trước dịch. Xong rồi bạn thân em với em của vợ em có mở cái quán chiêu bên quận 4 á. Xong rồi cũng gài em coi đó, bây giờ tôi mở cái quán đó, ông cũng có cổ phần trong đó. Ông qua đó, ông trông cái quán đó, sẵn ông trông cái bà này luôn cho tôi. Thế là em bị dính trong luôn bây giờ. Ủa nhưng mà em ở Đà Lạt, nhưng mà em lại làm ở dưới xe ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Dạ. Rồi, ông này vô ông coi cái quán đó, và hai người gặp nhau. Mà thật sự là có cổ đông không? Dạ có, em có mấy cổ phần. Hai người gặp nhau trong quán. Dạ. Còn cái bữa mà ở trên cái chỗ mà thú cưng đó, dạ, chỗ chăm sóc thú cưng đó là chỉ mới gặp nhau. Chỉ mới gặp nhau chưa có cái âm mưu gì hết. Dạ. Nhưng mà gặp nhau cũng là do bị gà là... đó. Dạ. Rồi xong về tới đây mà khi mà cái quán đó là cũng bị gà mới lấy. Ủa vô quán làm chung. Nó phải có cái gì trong quán? Thì tại bà hồi trước em là em làm shipper, nhưng mà kêu bây giờ ông cũng có cổ phần trong quán đó, bây giờ ông vô đó ông làm, ông sẵn trong cái vừa trong quán này vừa trong bà Banh trong, này luôn, bà Banh luôn, tại vì mình bà cũng mới xuống Sài Gòn được có mấy ngày là bà vô quán bà làm rồi. Ừ. Chứ không có phải xuống lâu nên là em trông cho đỡ, lỡ có biến gì em còn nhảy ra em ấy được. Ừ. Thôi bây giờ hỏi qua bà Vân nè. Ừ. Đó nãy giờ người ta nói quá, ta nói em gài người ta có không em? Em phải quật khởi lên cho chị. Có. Đúng không? Chị cũng nghĩ là không có. Không có, đó là em với chồng em là bị gài thôi. Cả bị hai người ta gài, bị ông bạn gài. Bạn gài. Đó. Bạn rồi gài sao nè? Gài gì nè? Dạ. Cái chuyện gặp mặt nhau là chuyện rất bình thường. Không, cái vô chuyện... quán bắt đầu gài. Bé này là phải gài từ lúc mà gặp nhau ở quán. Đó, thì dạ, bây giờ cái gài cứng ngắc luôn á là gài gì? Gài cứng. Gài sao đó? Ý là đó, bạn mấy ông bạn của em á gài sao để hai đứa giờ thành vợ chồng đó? Dạ, gài vào cái đúng dịch. Ừ, gài vào đúng không, dịch. Làm cái quán nó xong không dịch. Là không đi đâu được hết, lại trong quán thôi. Về lại quên cái shop bên Bình Thạnh. Xong rồi là dính nhau. Là thời gian bọn em bị dịch cái là bọn em không làm nữa. Ừ. Bọn em đóng cửa quán. Ừ. Thế là bọn em mới kêu thôi vậy thì dịch không bán được nữa thì về lại shop. Ừ. Để phụ shop. Trong thời gian dịch thì bọn em mới kêu là dịch như thế này thì chắc chắn là sẽ không có ai thay đồ. Bọn em là em với... Em với chồng em với lại hai người bạn nữa. Ờ, rồi. Đâu? Em gái em với Mạnh Thanh. Là làm tiếp tục bọn em mới kêu thôi mình ở Lâm Đồng thì mình nhập rau ở Lâm Đồng về bán trong 4 tháng dịch. À. Là em với chồng với lại hai người nữa là làm và cung cấp rau xung quanh quận. Là về rau đó, các dạ, loại rau. Về rau, các loại rau củ quả. Là trong 4 tháng đó mà em ở với nhau là phát sinh tình cảm trong thời gian. À, phát sinh tình cảm. Là... Ủa như vậy là đâu có gài ở trong cái quán chiếu? Có gài. Có gài ở đó chứ đâu nữa. Vì là anh này là cái thời điểm đó là đang giận bố mẹ. Em hay lông bông, em hay đi lắm. Bây giờ sợ gài vô ông không đó. Về nhà. Không về nhà. Vậy là ngủ ở quán. Ngủ ở shop luôn. Đó. Ngủ ở shop thì chắc chắn là. Đúng rồi. Cô mà... này thì nhà ở Đà Lạt thì thành ra bắt buộc là đâu có về Đà Lạt được, phải ở shop luôn. Ê, nhưng mà xí ở trong shop đó còn có cô em của em với bạn em nữa. Dạ. Đó, là ở shop ở với ba cô. Ba cô. Ờ, nhưng mà lại dính em. Dạ, tại vì hai cô kia là có gia đình rồi. Hai cô kia là có gia đình rồi. Rồi mà dính sao nè? Quan trọng bằng đêm, đêm hôm khuya khoắt. Dạ, không, tại vì cái shop đấy là nó có một cái giường tầng. Em với lại bạn thân em thì nằm giường dưới, còn con em gái em thì nằm giường trên. Còn chồng em thì lúc đó nằm ở cái nệm. Ở dưới đất. Dưới. Dạ. Rồi dưới. Lâu lâu vậy em bị rớt xuống dưới đất đúng không? Dạ không rớt được chứ. Không rớt được. Dạ. Tại vì giường nằm ở cái giường trên là hai người chật lắm em. Nhiều khi bị rớt đâu biết được. Ở giường tận nhỏ xíu. Dạ, thế trong khoảng thời gian đó thì anh bị ốm, thế là không có ai chăm thì em chăm, thế là thế là lại sinh tình cảm. Hai người lớn tuổi rồi về với nhau đi góp gạo thời cơm chung. Thế là bọn em cũng kêu cho em, cũng lúc đó em cũng hơi chảnh, em kêu cho ủa tôi có biết bao nhiêu vệ tinh đang quen mà tự nhiên phải quen người này. Lúc đó em chảnh cực. Thế xong rồi kêu chứ thứ nhất á là cái anh này anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Thế xong kêu chứ thôi kệ, cứ quen thử. Bây giờ là dính. Quen thử cái dính luôn.
Là cách đây là 2 năm hả? Dạ không. Mới đây thôi, tháng 4 vừa rồi đúng không? Tháng 4 vừa rồi đó, trong thời gian dịch đó. Ồ. Trước dịch. Vậy là quá son luôn đúng rồi, không? Rồi, như vậy là đến cái giai đoạn mà sau khi mà hết dịch đợt 1 đó, tạm lắng cái đợt dịch đợt 1 thì chắc chắn là phải xả cửa. Là hai đứa có đi Đà Lạt đi chơi không? Dạ, sau dịch là bọn em mới... Không, cái đợt sau dịch mà tháng 10 là tụi em đi Nha Trang luôn. Đi Nha Trang, mà đi bao nhiêu đứa? Đi cũng đi nguyên team 4 đứa. 4 đứa? Dạ, nguyên cái team cứng của em. Rồi ngủ có ngủ chung phòng giống như là ở quán không? Dạ không. Có không, hai đứa kia ngủ chung, em với em ngủ chung mà chồng người ta là ngủ chung một phòng. Người ta hiểu lầm, người ta cho hai cái con chim hạt này cho em gấp cái phòng đó là phòng tân hôn đó, phòng. Dạ, đúng rồi. Lúc đó mà em chưa mới chính thức là xác định là quen nhau mà chưa gì, người ta cho hai con chim hạt mà bằng cái khăn á. Rồi tối đó là sao? Đêm đó thì mặt đến nào đó ngủ rồi đi xe mệt quá anh chị ơi. Tại vì bọn em đi xe từ Sài Gòn về xuống Nha Trang, xong rồi từ Nha Trang ra đảo là bọn em rất mệt rồi thôi. Mặt đứa nào lên đứa đó ngủ. Là đêm đó là mặt đứa nào đứa đó ngủ? Dạ, không có chuyện gì. Đêm đó là ngủ trong cái phòng động phòng. Ừ. Mà hai đứa nó không động phòng. Đúng rồi. Đó. Rồi đêm sau có chuyện gì xảy ra không? Dạ không. Không luôn. Cái đợt đó là cả cho chứ đến khi mà đi về. Nguyên cái đợt đó luôn. Dạ. Nhưng mà đi về mới có. Dạ, về đến ngày cưới thì bọn em đi động phòng. Là dành cho đêm tân hôn thiệt, dạ, đúng không? Ôi, hay quá. Hay quá hả? Rồi bây giờ nè, các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Ờ, gia đình có hối cưới không? Thì đó cũng bị hối đó anh, cái này hối rồi, hối cái bác sĩ hối là... nữa. Bọn em bị thấp cưới luôn á. Ờ, sao bác sĩ hối kìa kìa? Không hơi. Ông lầy ông mới nói kìa, bác không, sĩ hối kìa. Không, bác sĩ không chưa hối mà ba mẹ em đã hối rồi. Okay. Chưa bị hối thôi chưa. Không, bởi vì mình phải lừa. Mình phải lanh mình đó không? Đó, ông nói xong cái là mắt ông lấm lét liền mà tôi nghe được rồi. Mà bây giờ nè, bác sĩ hỏi cưới hay gia đình thúc cưới? Gia đình thúc cưới. Hỏi cưới. Tại vì nó nói tân hôn mới mấy. Rồi giờ có em bé chưa nè? Dạ chưa. À, chưa có hả? Ồ, dạ. Chưa có. Bây giờ nhanh thiệt. Rồi, vậy là... ra bác sĩ hối đây, cưới. Đây, ông nói, ông làm bè, ông nói. Mà em ý là em nói bác sĩ hối cưới. Ba bác sĩ chưa kịp hối cưới, ba mẹ em đã hối cưới. À, chưa. Cái câu. Ông thiếu chữ chưa. Em mới dắt về là kêu ba mẹ ơi, đây là gọi là bạn gái con, có gì ba mẹ nói chuyện với gia đình trên bạn gái con giùm con để con lên đó con gặp gia đình bên trên. Thế là các cụ phây thai với nhau khoảng 15 phút sau định ngày cưới luôn. Trời ơi hay quá mà định bao lâu? Dạ. Dạ. Định cách bao lâu thì chớp nhoáng không? Dạ chớp nhoáng. Chớp nhoáng có 15 phút em là... đi du lịch Nha Trang về là hai bên gia đình gặp trong 15 phút là quyết là cho cưới. Dạ. Rồi bây giờ cái thời gian để mà cưới á là có chớp nhoáng không? Chớp nhoáng. Bao lâu? Còn hơn chạy deadline nữa anh ơi. Trong vòng còn em từ khi mà gia đình thúc cưới đến khi ấy thì được có 3 tuần. Ờ, ba tuần là cưới luôn á. Nhưng mà cũng may phải luôn. Nhanh vậy mới trước dịch được. Ờ. Chứ không là dịch cái là coi như là ngưng luôn á. Dạ mà ông cưới mới cưới đây được 1 tháng. 2 tháng rồi. 25 tháng 12. Hôm 25. 24, 25, 12, hôm Noel. Mới có 1 tháng thôi. Dạ. Mới 1 tháng. Ủa là mới cưới đây thôi. Dạ. Ờ, nhưng mà trước đó là cũng đã làm giấy kết hôn rồi chưa? Dạ, rồi. Làm giấy kết hôn trước. Dạ. Đợi tới mới cách đây 1 tháng rồi mới tổ chức. Ba mẹ kêu là thôi làm giấy kết hôn đi rồi hẳn tổ chức. Nhưng mà cái đêm động phòng là tính từ cái tờ giấy kết hôn hay là mới tính là cách đây 1 tháng? Dạ, cách đây. Cách đây 1 tháng. Là mới thôi đó hả? Mới tinh cơ lơ luôn á. Vậy là chưa có con là đúng rồi. Đúng rồi, sao má rồi chị ơi. Rồi sao? Lắm. Rồi giờ lấy về rồi sao? Thôi tới dùng tật xấu đi. Phần kia đi, đúng rồi. Tới dùng tật xấu luôn đi. Đang hỏi nè. Đó. Sao nè, đứa nào nói trước? Thôi vợ đi, bé vợ nói trước đi. Sao Vân? Dạ, tật xấu của anh nhiều lắm ạ. Chắc chắn là lầy rồi nè. Dạ. Thì lầy là chắc chắn rồi, biệt danh luôn mà. Tài lầy. Rồi tài nhớt nữa. Nhớt là lười đó. Dơ nữa. Thôi hai ngày hoặc 3 ngày mới tắm 1 lần. Trời ơi, sao không sợ nước vậy em tài lầy? Sao vậy lầy? Mở thuốc thì để tắm, còn không là thôi khỏi luôn. Em hối mới tắm phải không? Dạ. Rồi mãi chơi. Mãi chơi. Mà chơi những gì? Chơi game trên điện thoại á. Chơi mà bỏ ăn, mãi bỏ vợ chơi. Luôn hay sao? Mãi chơi mà quên tắm luôn hả trời? Dạ, mãi chơi quên tắm luôn á. Chà. Rồi sao nữa? Mà ổng lại là dân shipper nữa. Dạ. Mà không chịu tắm thì người nó hôi tới cỡ nào? Đi thôi, ngoài đường ngoài nắng không à? Có hôm em kêu thôi, không tắm thì ngủ dưới đất đi. Rồi bây giờ có cải thiện cái vụ tắm rửa chưa? Dạ. Bây giờ có cải thiện cái vụ. Cải thiện có. Chứ không được chung định mới cưới đây mà còn phải 5 nữa mới cải thiện. Gọi gì dành chị ơi.
Không, bây giờ là 2 ngày tắm lần hay là 1 ngày tắm lần? Dạ 2 ngày tắm lần đó là cải thiện lắm luôn. Đó thấy chưa, bây giờ 1 năm sau bắt đầu mấy ngày tắm lần. Phải từ từ. Phải cải thiện từ từ đó. Ừ. Đúng dần khoảng cách. Em đang kêu 1 ngày tắm 2 lần luôn á. Đó. Đó, mà chịu chưa, nhiều khi bị sợ nước á. Dạ không, ở nhà em xài nước nóng. Tại vẫn sợ mà. Vẫn sợ. Em kêu tắm kêu thôi lên ngồi cái đầu thôi thì thay một đồ mới xong. Đó thấy chưa, không tắm, gội đầu thôi mà không tắm. Mà mỗi lần không tắm vậy là tối là đâu có cho lên giường đúng không? Dạ. Không có cho đụng vô người đúng không? Dạ. À. Rồi sao, rồi ổng có vô ổng khắc phục, ổng tắm để ổng đụng được không? Dạ thì tại vì thường thường là khi lên giường là lúc lớp 10, 11 giờ đêm rồi thì con cũng kêu thôi lỡ rồi khỏi tắm được. Ừ. Nằm tạm đi, xong ngày mai sáng sớm dậy tắm cho nó tốt. Nằm tạm đi. Nằm tạm. Dạ. Chứ còn ánh nằm xong thì sáng mai còn phải là giặt chân da với đẹp thôi. Ờ. Dạ. Thấy thương không? Thấy vợ thương không? À, phải khắc phục, phải khắc phục. Đó là tật xấu rồi, phải khắc rồi. Phục. Rồi, còn tiếp tục. Tật gì nữa không? Chơi game đó chị. Chơi đi game nữa. Thì game quên tắm đó là hai cái nhập đó, một là xấu rồi đó. Đi vệ sinh là mang điện thoại và chơi có thể ngồi trong nhà vệ sinh 2 tiếng đồng hồ. Ôi. Trời ơi. Có thời gian đâu ông đi shipper không tại lại? Khi nào có khách bốc hà bốc đồ em tại đi vì khi nào mà. Có khách là hàng thì anh mới đi thôi còn không là anh ở nhà tại vì đồ của em làm theo mùa chứ không lấy phải đồ là với sắp xếp đồ quần áo chứ không phải là theo gọi là thường ngày á. Dạ. Nhưng mà ổng vô toilet đó là ổng chơi game một ngày mấy lần, coi như là 2 lần không, điện thoại em lúc nào cũng nóng lắm. 2 lần là 4 tiếng đó. Dạ. Ông chồng người Pháp đó nghe là một ngày là 3 lần, còn ông này là một ngày mấy lần. Coi như là từ sáng đến chiều mà không có khách hoặc là xếp đơn xong cho khách rồi á là có thể ngồi chơi đến tối rồi. Wow. Ông nhưng mà toilet. Nhưng mà ông vô toilet ông chơi hay là ông ở ngoài ông chơi? Có lúc thì ở ngoài chơi, có lúc thì chui vô toilet chơi. À, còn ông kia là đều đặn, ông kia là đều đặn. Đặn ông kia là coi như là ba lần hóa ở tốt. Trong toilet. Đó. Mà bà vợ cọc luôn á. Đó. Ừ. Em đây gọi không được, không có em phát cửa. Wow. Rồi, còn có đam mê thú vui gì mà em cảm thấy khó chịu không? Dạ không. Nói chung đam mê thú vui của anh thì cái đó là có chỉ có mê game sách, thôi đúng không? Chính sách về công việc thôi. À. Ví dụ như là về các loại đồ cosplay á thì họ sẽ dùng về súng ống nhiều. À. Đó cái đó là về công việc thì mình thì cái đó là nhận. Tốt mà, cái đó là tốt mà. Dạ. Cái đó đam mê cái đó. Ông có giữa đêm giữa hôm ông mặc đồ siêu nhân rồi ông cầm súng không? Dạ không. Rồi chồng có lãng mạn không? Dạ, khô cằn lắm. Khô cằn. Có mà lúc không mà một chút lãng mạn, không một chút tỏ tình luôn. Có tỏ tình không? Dạ không. Không luôn. Rồi sao chấp nhận lấy ổng? Thì nhìn thấy ảnh hiền với lại tính tình của ảnh cũng dễ thương. Với lại ảnh biết nói chung là có quan tâm nhưng mà quan tâm theo kiểu là hời hợt thôi. Quan tâm hời hợt. Mà cái cũng có một chút cảm giác quen ông này lấy ông này cũng có cảm giác là bình an. Em có mình cảm an. Nhận được rằng là Tài Lầy thương em không? Dạ có. Có chia sẻ công việc với em không? Dạ có. Thì vậy mới lấy chứ. Có nhờ Tài Lầy. Nhưng mà là cái chuyện mà cái cảm giác bình an cái bên Tài Lầy là coi như là thấy là an tâm rồi đó. Dạ. Có đúng không? Luôn luôn phải là như vậy thì mới là vợ chồng đó. Dạ. Rồi vậy là thôi cho mong muốn thay đổi luôn đi. À. Đang khỏi chút xíu sợ quên. Ừ. Bây giờ Vân muốn Tài thay đổi điều em gì? Em muốn là anh giảm bớt chơi game lại. Đó, ông nghe không ông? Vợ chồng son đó ông Tài. À. Xuyên tắm. Xuyên tắm, bớt chơi game. Thì tôi sửa. Tôi sửa sao được? Tôi sửa. Tôi sửa. Hình như là khắc phục từ từ đúng không? Dạ, rồi bây giờ ông phải cho cái thời hạn đi. Đó, bây giờ bao lâu nè? 6 tháng, 5 hay 2 năm? Dạ, 6 tháng. Cái vụ tắm tháng. Là nên làm liền. Đúng không? Game thì có thể từ từ nhưng mà tắm là làm liền. Đây là đang là cái mùa lạnh. Đó, mà chưa qua Tết một cái nó nóng. Mà qua coi như qua Tết chắc phải là như là ông phải chuyển hẳn đi, coi như ngày tắm lần trước đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Đó. Cố gắng khắc phục. Khắc phục ha. Dạ. Khắc phục nha. Bớt chơi game nữa ha. Dạ. Cầm điện thoại nóng quá mà. Cũng có. Rồi. Ok. Lên đây mà đã hứa là sẽ chắc chắn là sẽ thực hành. Dạ. Thực hiện nha. Dạ. Rồi bây giờ tới Tài Lầy đó. Vợ ông có những tật xấu gì? Nhà vợ em có tật xấu là cái mặt lúc nào cũng gọi là hài hước á. Rồi là những cái lúc mà em cần nghiêm túc mà nhìn mặt má cái là em hết nghiêm túc được luôn. Nên mặt ba hài quá. Dạ ba hài lắm. Với lại chắc mặt ông không hài lắm. Mặt ông hài không bả luôn. Mặt em không có hài. Mặt em nghiêm túc lắm. Trời ơi mặt ông lầy cũng chết luôn, lầy mà lội luôn á, lầy lội luôn á. Tại nhìn bả cái em hài thôi. Mà anh hài lắm luôn á. Không có hài đâu. Cái hôm mà hai đứa làm lễ nhà tiền á
đang làm lễ gia tiên thì để nghiêm túc đi. Anh kêu cửa lên đi làm lễ gia tiên sao cười được cô chị? Nghe cửa lên đi xem em nhìn không, đang làm lễ gia tiên mà cái mặt như bát sủi gạo, kiểu như ai lấy bát sủi gạo sao cái mặt mà ok vậy. Ủa là làm đám cưới mất mới bát sủi gạo sao mới mặt nào làm dữ vậy mà mất căng lắm hả? Mà căng thẳng lắm anh. Ê, có khi nào mà em dẫn ba đi vô đâu mà em sợ nhìn mặt bà không? Không, em không sợ nhưng mà quả mà nhìn mặt bà. Ví dụ như những cái chỗ cần phải nghiêm túc. Có sợ dắt bà đi đám ma không mà dắt bà vô nhìn mặt bà cái hồi em nghĩ luôn á. Em nghĩ chơi. Có nghĩa là ổng là ổng có nhìn mặt bà là ổng mắc cười. Cho nên ổng rất sợ dẫn bà đi đám ma. Là vô nhìn cái là vô đám ma mà đang đứng cúng cúng mà nhìn mặt bà cái đứng cười cái rồi xong rồi. Xác định luôn rồi. Dùi đúng lầy. Nói gì nữa nè. Thật xấu anh là. Ủa cái mặt hài đâu đâu phải là thật xấu đâu. Không, cũng có xấu xíu đó đi đám ma em nhìn bà cái sao em nghiêm túc được. Anh kêu mà em hài nhìn dễ thương hết mà riêng anh kêu mà em hài nhìn xấu. Rồi, gặp mà cái đó đáng yêu mà. Vui mà. Trời cái đó đáng yêu. Anh hài đó gặp mặt anh cũng hệ chứ, anh thích lắm. Mình mang lại niềm vui cho người ta. Đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Đó. Dạ. Rồi còn lại gặp còn bà còn gì nữa không? Thêm bà hay cà khịa mấy đồ vạch lắm. Là sao? Ví dụ như đang ở bên quán mà hồi đó em làm quán chiêu á, cái két bia người ta để trong góc rồi, bà đang đi bà ráng đưa quắt cái chân đá cái nó để cái chân nó bị sưng rồi. Ủa cái mắt mới vậy, cái két bia nó nằm chỗ đó mắt mới không né nó ra mới đá chúng nó. Hoặc là cái kệ nó, cái kệ mà người ta để trong góc rồi, bà ráng đi bà quắt bục cái chúng cái tay để cho cái tay tím kìa đó, cũng quắt trong cái kệ đâu có ai quên. Đây rồi vậy là tài nó không có xạo nha, cái chân là tím nhiều lắm. Yeah. Đó, hay cà khịa đồ vật lắm nó trong là cái gì. Cứ đi gặp cái gì đá cái đó hả? Là cà khịa đồ vật. Ừ, cố tình. Không phải chỉnh đoạn hay bị đi như là có đoạn không hay là cố tình. Mặc dù thấy nó nằm đó rồi né qua không cái. Không cần né quắt bục cái. Hả? Né rồi mà né không kịp, né bên này thì qua bên kia. Là cái đó gọi là cái gì ta? Bị hậu đậu. Vô ý, vô tứ và hậu đậu á. Hậu đậu. Bị hậu đậu. Lại bị đụng này đụng kia đó. Tự nhiên đụng xong người tím mà mất công người ta hỏi ủa bị chồng quýnh hay sao người tím dữ vậy cái là chết em luôn mà em có giờ em quýnh đâu. Sao thiệt cái chân này tím kìa. Cái tay tím. Ở nhà chắc đụng tay lé chứ hả? Dạ, đụng tay lé. Là chỗ nào cũng đụng được hết. Hồi nãy nè, hồi nãy giờ nghe lúc mà bước vô phim trường giờ sao có đụng vô cái nào không? Đụng đây là đèn hơi căng luôn á. Đóng cửa thôi. Ở đây đồ đạc nhiều lắm. Rồi cái gì nữa Tài? Rồi nói chung là vợ em thêm được cái tật nữa là gọi là dân kinh doanh vậy chắc tính toán đồ dữ lắm đúng không? Không tính dở lắm anh ơi. Đâu tính tính bây giờ kiểu như 6 x 3 = 18. Bà không tính 6 x 3 = 18 đâu. Tính 6 + 6 = 12 xong mà cộng 600 nữa là 18. Gọi là một cái gọi là tính toán gọi là cầm cành lằng ngoằng. Ủa gì ở nhà tính tiền thì là ai tính? Thì bắt là bà tính nhưng mà là bà không có tính như người ta. Móc mấy mới tính là tính thật là. Bà tự bà làm cho bà khó hơn. Ví dụ như 6 x 3 = 18 thì bà không tính 6 vậy. 12. Đúng rồi, bà tính là 6 đâu có 2 × 6 = 12. Cộng rồi 12 mới cộng 6 thành ra 18. Đó. Cha, em khoái tính vậy đó hả? Thì tính về cho nó kỹ. À, bởi vậy bà mới hay va vô đồ vật á. Đi một đường không chịu lần ngoằng chút xíu là tính đúng. Tính nhiều đó. Đúng không? Rồi gì nữa có gì giờ, nữa không? Ê, có bao giờ là trong cái việc mà mua bán của bà có bị lộn tiền này nọ không? Không lộn tiền hay không? Chắc chắn là tính, không rồi. Tính hơi cầm cầm thôi mà lộn tiền là không. Ừ, em thấy là biểu tính kiểu vậy cho nó kỹ mà. Đó. Không có tính, sót đâu đúng không? Không có sót. Mà người ta nhanh cho nó lẹ không chịu nhanh cộng cộng lại em mới cộng. Chậm mà chắc, đó người ta theo cái tiêu chí chậm mà chắc. Chậm mà chắc rồi nè, có ghen không? Ghen dạ có ghen nhé. Đâu ví dụ kể chuyện ghen chơi. Ghen là hôm bữa hồi lâu rồi. Con bạn em nó em ơi chơi chung với mấy gọi là nhiều bạn bè lắm, có bạn kia nó nhắn tin cho em là nhắn tin là em yêu anh đồ các kiểu, nó nói bla bla gì các thứ. Xong rồi vô tình hôm đó em đang sạc pin là bà nhặt điện thoại bà cầm bà coi xong mà mặt xị đống. Xong rồi gặp con em vợ em với các bạn thân em á, thấy mặt bà xị đống rồi ủa có chuyện gì vậy? Cái ông Tài đang quen tôi mà ổng nhắn tin yêu đương với con khác. Thế là ghen nguyên ngày đó. Nhưng mà em phải nhờ hai người đó gọi là dàn xếp. Dạ. Đó là cái chuyện lúc yêu đúng không? Dạ lúc yêu. Tại vì sao em giật là em đang đọc để cho em đọc xong đi. Cho em đọc xong đi rồi em rồi sẽ thích sau. Anh sợ. Thế là đến khi em đụng đến điện thoại thì anh thay đổi mật khẩu. Trước đây điện thoại anh không dùng mật khẩu. Mà đồng cái anh dùng mật khẩu thì mình phải suy nghĩ chứ chị. Vậy là ông Tài không có cái tà rồi. Có cái tà trong đó rồi ông Tài ơi. Không có tà đâu. Thế nên là khi em mới giận em mới không nói chuyện một ngày. Cái vậy xong anh sợ là khi em giận rồi thì em sẽ không. Tại vì hôm sau là 20 tháng 10
Thì em hứa với ba mẹ anh Tài là con sẽ về bên đây ăn cơm. Thế anh sợ là em giận em sẽ không về bên đấy. Nhưng mà giận thì giận chứ đâu dám giận người lớn. Ừ. Thế là em vẫn hẳn nhiên em về. Về ừ. em ăn cơm em vẫn vui vẻ. Đến tối thì anh kêu chứ. Đến tối thì anh mới kêu con bé nó giải thích. Khi ừ. về nhà kêu con bé bạn của anh giải thích. Ừ. Giải thích cho chứ. Em đó. Dạ. Ừ. Anh kêu ủa tại sao anh không giải thích đi anh kêu con bé bạn giải thích làm chi. Ừ. Rồi ông trả lời sao? Ông kêu anh không biết giải thích làm sao cho em hiểu. Ừ. Rồi. Nhưng mà bây giờ từ lúc cưới nhau tới giờ là anh không có mèo chuột gì bên ngoài đúng không? Dạ không dám đúng không? Rồi như vậy được rồi. Ở bên vợ em hết 24/25 rồi đâu lấy ừ. đâu đi đâu. Rồi bây giờ Tài mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè cưng? Dạ nói chung là em muốn vợ em thay đổi là bớt rồi là tính gọi là lằng ngoằng giùm em cái đến ừ. tính lúc khách người ta cần gấp mà tính lằng ngoằng là mệt lắm với ừ. lại mặt nghiêm túc giùm em cái đừng có ấy. Mặt càng nghiêm túc càng hề nghe, chị nói cho em biết á. Bây giờ mặt anh Bin mà càng nghiêm túc càng hề đó, chị nói thiệt đâu, luôn á. Đâu có hề đâu, nghiêm túc như đâu có hề. Đó, nè đó cái mặt nghiêm mà, chị không cười sao được. Em thấy không? Không, thực ra là vậy nè, chị thấy hai đứa tụi em bây giờ đang vui quá. Mới cưới nhau có 1 tháng đúng không? Dạ. Bây giờ là đang bắt đầu là phải cọ sát với nhau đó. Dạ. Để coi là bạn này có cái gì mà chưa hợp với mình, bạn kia có cái gì mà mình còn thấy khó chịu. Thì thành ra là tụi em nên là có những cái trao đổi trực tiếp với nhau. Ví dụ như cái chuyện bạn này làm biển tắm là em phải nói đến khi nào sửa thì thôi. Ở trong đó là nó có nhiều cái là ví dụ như là phải nói ra nhưng mà đương nhiên mình phải nói làm sao để đừng có bị cảm thấy tự ái á. Hiểu không? Em nói nhiều thì anh kêu. Em nói nhiều vậy. Không thì bây giờ nói em nhắc nói. Nhiều thì anh kêu. Sao em nói nhiều vậy? Nếu em nếu anh không muốn em nói nhiều thì thôi anh làm đi đừng để em nói nữa. Đúng rồi. Ví dụ vậy đó ha. Dạ. Đó. Cho nên là hai đứa phải mất 1 năm để mà có thể hòa hợp với nhau. Dạ. Đó, về mọi phương diện. Ừ. Rồi chưa tính là có em bé rồi, á, rồi là sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn nữa. Cái đó tụi em phải lường trước nha. Đó, nhưng mà phải nghĩ đến em chuyện. Em không lo về phần chăm con. Em rất an tâm về ảnh. Không, ừ. cái chuyện chăm con chị không nói. Dạ. Cái việc chăm con là bình thường nhưng mà khi em có bầu em sẽ thay đổi tính tình rất nhiều. Dạ. Thì lúc đó Tài phải nhớ, thứ nhất là bạn cũng lớn rồi. Dạ. Khi bạn có bầu á, bạn sẽ thay đổi về nội tiết tố á. À, cho nên là sẽ cáu gắt nè, sẽ bẳng tính nè, sẽ trời ơi phải nói là cọc cằn nữa đó. Mình phải nhường. Đó thì mình phải nhường. Bởi vì những người lớn tuổi á, mà khi mà có thai, đẻ xong rất dễ bị trầm cảm á. Cho nên rằng là mình phải nhớ nghe, mình phải chiều chuộng vợ nha. À, đừng có làm cổ bị cảm thấy tủi thân á, là cổ dễ bị nhất là em như thể chất em hơi yếu đúng không? Dạ. Đúng không? Ừ. Đó cho nên Tài nhớ nghe Tài. Dạ. Thôi càng nhớ chăm sóc cho vợ kỹ thật kỹ nghe. Rồi giờ hai đứa có muốn có em bé luôn không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Ờ. Tại vì hiện tại công việc nó chưa ổn định cho lắm. Ừ. Thôi cố gắng. Dạ. Công việc cho ổn định rồi. Không. Chuyện nào muốn có thì nhắn tin cho anh. Không. Nghe. Nhưng mà theo chị là như vậy nè, tụi em lớn tuổi rồi. Thành ra em cứ để thoải mái đi. Giống như để trời tính đi. Có nghĩa là con là trời cho. Thành ra đừng có kiên cử, đừng có dùng biện pháp gì hết. Có là giữ. Dạ. Đúng không? Mà đến lúc nào đó mà cảm thấy là chưa có, trong khi mình đang muốn rồi mà chưa có, thì điện thoại đến ông mụ Mr. Bin. Liên hệ chương trình Vợ Chồng Son. Cho nên người ta chỉ đạo xuống một cái là tôi sẽ khai hoa, nở miệng liền. Rồi.